Nhằm hỗ trợ chia sẻ nguồn nước ngọt cho người dân dùng hạn mặn, sáng ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh Cành Đan, Vương quốc Campuchia phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ nước uống cho người dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Cành Đan và Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương trao cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn 72.000 chai nước suối loại 500ml trên một chai. Qua chương trình này, lực lượng công an hai tỉnh Cành Đan và An Giang nhằm chung tay góp sức với chính quyền địa phương hỗ trợ cung cấp nguồn nước sạch đến giới bà con dân dân dùng hạn ngập mặn, góp phần ổn định cuộc sống, an sinh xã hội của địa phương. Qua đó cũng nhằm thể hiện mối quan hệ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là giữa công an tỉnh An Giang với công an tỉnh Cành Đan và chính quyền địa phương xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.